được được. Có sợ gì, có sợ gì mà không trả lời. Được, cái video thế để cho con chụp ảnh bé cho đeo chứ chụp ảnh. Thế đấy cho gì đỡ phải quay phim về nhà không bà. Không sợ hả? Quay lại. Quay phim với chụp ảnh. Chưa chi đã vậy, vậy sớm ai bảo mày ngồi ngoài cùng. Sau này là coi như tuyên bố bạn bè là không xin tiền, không ai cho tiền bác Hồng nữa, mà chỉ có đặt bác Hồng đang mà đang.